Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Khó có thể ngừng bắn ở Ukraine vào năm 2024. Nga trang bị sát thủ diện ngầm RBU-6000 cho xe tải và xe thiết giáp. Tích trữ kho tên lửa lớn, Nga chuẩn bị tấn công vào hạ tầng Ukraine. Ukraine phá hủy hệ thống phòng không của Nga ở Zaporizhia. Nga đánh giá tại Adiivka, thành trì chiến lược Ukraine có nguy cơ thất thủ. Bây giờ là tin chi tiết. Theo tình báo phương Tây, không quân Nga đang gia tăng sử dụng bom chùm hạng nặng có gắn thiết bị bay lượn gần các thành phố tiền tuyến phía đông Ukraine là Vudela và Adiivka. Trong một bảng cập nhật tình báo ngày 29 tháng 11, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có thể bắt đầu sử dụng thường xuyên hơn bom chùm RBK-500 nặng khoảng 498 kg trong tháng qua. Tùy vào phiên bản, bom chùm RBK-500 có thể mang từ 100 đến 350 quả đạn con bên trong dưới dạng mảnh đạn xuyên phá hoặc đạn chống tăng kích thước lớn. Bộ Quốc phòng Anh dẫn các báo cáo cho thấy RBK-500 đã được sử dụng để chống lại lực lượng Ukraine gần các thành phố tiền tuyến phía đông Ukraine là Vuleda và Avdiivka. Avdiivka đã trở thành tâm điểm của các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine trong thời gian gần đây. Theo Bộ Quốc phòng Anh, có khả năng Nga đã tích hợp bộ thiết bị lượn có điều khiển với bom chùm RBK-500, giống như cách Moscow đã thực hiện các loại bom thả từ trên không khác. Việc gắn thiết bị bay lượn cho RBK-500 cho phép bom chùm được thả từ khoảng cách xa hơn so với mục tiêu, làm giảm nguy cơ bị tấn công của máy bay chiến đấu trước các hệ thống phòng không trên mặt đất của đối phương. RBK-500 có nhiều phiên bản, trong đó phiên bản phổ biến nhất là RBK-500U, được Liên Xô giới thiệu vào những năm 1980. Đây là loại bom chùm sử dụng một lần và chứa nhiều quả bom con. Bom có chiều dài hơn 2m, đường kính dưới 45cm. Theo Business Insider, quân đội Ukraine đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về bom lượn của Nga. Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, mặc dù loại vũ khí này nhìn chung có độ chính xác không cao, nhưng số lượng lớn đạn con được phóng ra chỉ từ một quả bom RBK-500 có thể gây ra tác động trên diện tích vài trăm mét, làm tăng nguy cơ gây ra thiệt hại cho mục tiêu đã xác định. Trong cuộc xung đột đã kéo dài 21 tháng, cả Nga và Ukraine đều sử dụng bom chùm. Ukraine đã được trang bị bom chùm phóng từ mặt đất dưới dạng đạn pháo và tên lửa từ Mỹ. Washington thừa nhận, loại vũ khí này gây ra rủi ro ngày càng tăng đối với dân thường, nhưng tuyên bố Ukraine đã cam kết sử dụng chúng một cách có trách nhiệm và tránh xa các khu vực đông dân cư. Do có khả năng gây hại cho dân thường, hơn 123 quốc gia đã phê chuẩn Công ước năm 2008 cấm sản xuất, sử dụng và tàng trữ loại vũ khí này. Tuy nhiên, Mỹ, Ukraine và Nga không nằm trong số những nước đã ký hiệp ước đó. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói không thấy bất kỳ cơ hội nào về việc ngừng bắn ở Ukraine trong năm 2024. Theo ông, sẽ không có sự đột phá nào về việc ngừng bắn trong cuộc xung đột Nga-Ukraine năm tới, dù cho một số tờ báo phương Tây thời gian qua đưa tin Mỹ có thể sẽ thúc đẩy Tổng thống Ukraine tiến tới một giải pháp thương lượng với Moscow. Thật tiếc khi Mỹ, quốc gia đứng đầu phương Tây, lại coi công thức hòa bình Tổng thống Volodymyr Zelensky là cơ sở duy nhất cho thỏa thuận với Nga, ông Sergei Ryabkov nói, đồng thời nhấn mạnh các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được một cách vô điều kiện. Ông cũng nhắc lại rằng sự mở rộng của NATO ở châu Âu là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột Ukraine. Ông nói mối quan hệ của Moscow với khối quân sự do Mỹ đứng đầu khó có thể sớm phục hồi. Năm ngoái, Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất kế hoạch hòa bình 10 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Kế hoạch hòa bình của ông Zelensky bao gồm một lộ trình dẫn đến an toàn hạt nhân, an ninh lương thực, một tòa án đặc biệt xét xử các vi phạm của Nga và một hiệp ước hòa bình với Moscow. Tuy nhiên, Nga bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế. Xung đột Nga-Ukraine kéo dài và trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Đã xuất hiện tâm lý mệt mỏi ở Mỹ và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev. Slovakia thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Nhiều đề xuất hòa bình cho xung đột đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moscow cho rằng quyết định của Mỹ và các nước NATO cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên vô nghĩa. Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh tìm cách cố tình kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự. Quân đội Nga đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ vũ khí và phương tiện. Trong đó có việc trang bị cho xe tải hoặc thiết giáp bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 vốn dành cho tàu hải quân. Mỗi RBU-6000 là hệ thống rocket chống tàu ngầm được trang bị tới 12 ống phóng để bắn đi những quả rocket hoặc bom diệt ngầm
tạo ra mật độ hỏa lực cực mạnh diệt đối thủ. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều xe tăng, phương tiện chiến đấu và bệ phóng tên lửa bị máy bay không người lái của Ukraine tấn công, quân đội Nga đã thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ vũ khí và phương tiện. Trong đó có việc trang bị cho xe tăng hoặc xe thiết giáp bệ phóng rocket chống ngầm RBU-6000 vốn dành cho tàu hải quân. Theo hình ảnh do Forbes đăng tải, một chiếc xe tải lớn của Nga không mang theo vũ khí được gắn bệ phóng RBU-6000 ở phía sau. Bệ phóng này dường như được gia cố bằng gỗ để giúp nó cố định trên thân xe. Trước đó, một số bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội vào tháng 9, 2023 cũng cho thấy thiết giáp bánh xích MTLB của Nga được gắn bệ phóng RBU-6000 trên thân. RBU-6000 là hệ thống rocket chống tàu ngầm do Viện Nghiên cứu Công nghệ Nhiệt Moscow thiết kế và phát triển, chính thức đưa vào phục vụ cho Hải quân Liên Xô từ năm 1961. Mỗi RBU-6000 trang bị tới 12 ống phóng để bắn đi những quả rocket hoặc bom diệt ngầm tạo ra mật độ hỏa lực cực mạnh diệt đối thủ. Hệ thống sử dụng bom rocket RGB-600 nặng 110 kg, có đường kính 213 mm, trọng lượng của đầu đạn là 25 kg, tốc độ chìm là 11,5 m/s với độ sâu hoạt động hiệu quả là 500 m. Một tổ hợp RBU-600 được trang bị hệ thống điều khiển bắn bao gồm bảng điều khiển, máy tính và dụng cụ truyền dữ liệu vào bệ phóng. Trên đất liền, RBU-6000 có thể hoạt động giống như một khẩu súng cối lớn có khả năng bắn loạt. Vẫn chưa rõ hiệu quả và độ chính xác của bệ phóng RBU-6000 khi được sử dụng kết hợp với phương tiện trên mặt đất. Nhưng trong bối cảnh Ukraine đang sử dụng rộng rãi máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất, bệ phóng này có thể dễ bị phát hiện và tấn công từ trên cao. Phát biểu sau cuộc họp của các ngoại trưởng NATO tại Bruxelles hôm 29 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng phương Tây không nên đánh giá thấp Nga vì Moscow đang tích trữ kho tên lửa lớn để chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine trong mùa đông. Tổng thư ký NATO cho biết, liên minh này và Ukraine đã thông qua chương trình hợp tác trong năm tới, bao gồm an ninh năng lượng và huấn luyện quân đội. Chúng tôi đã phê duyệt chương trình làm việc đầy tham vọng cho năm tới, bao gồm an ninh năng lượng, đổi mới và khả năng tương tác. Ông Stoltenberg nói, cho biết các bên đã thảo luận về những cải cách mà Kiev nên thực hiện để xích lại gần hơn với liên minh. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vừa thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các hệ thống radar và phòng không, kho nhiên liệu và đạn dược, cũng như khí tài Ukraine ở nhiều khu vực. Sau khi quân đội Nga tiến vào Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, các quan chức quân sự ở Washington và Kiev tuyên bố Moscow chỉ còn nguồn cung cấp tên lửa cho vài tuần. Đến tháng 11 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, khi đó là Alexei Renikov, nói Nga chỉ còn lại 229 tên lửa hành trình Kalib và 132 tên lửa hành trình KH-101. Thế nhưng, Bộ Quốc phòng Nga cuối năm ngoái tuyên bố tên lửa hành trình Kalib của Nga sẽ không bao giờ cạn kiệt. Trong những tháng gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky yêu cầu phương Tây cung cấp cho nước này các hệ thống phòng không ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, Mỹ hiện không đủ khả năng cung cấp các hệ thống này. Đầu tháng 11, Nhà Trắng thừa nhận số tiền phân bổ trước đó cho Kiev gần như đã được chi tiêu hết. Tổng thống Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ cấp hơn 60 tỷ đô la Mỹ tài trợ bổ sung cho Ukraine. Tuy nhiên, yêu cầu này vẫn bị đình trệ do sự phản đối của một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa. Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh giao tranh ác liệt ở miền đông Ukraine, đồng thời tuyên bố các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát làng Kromov ở Donetsk, nơi đang bị Ukraine kiểm soát vào mùa hè năm ngoái. Bộ Quốc phòng Nga ngày 29 tháng 11 cho biết các lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát làng Kromov ở Donetsk, miền đông Ukraine. Làng Kromov nằm ở ngoại ô phía tây thành phố Bakhmut, nơi Nga đã giành quyền kiểm soát vào mùa hè năm 2022, sau các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng. Trước xung đột, làng Kromov có dân số khoảng 1.000 người. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố video ghi lại cảnh giao tranh trong khu vực. Theo đó, quân đội Nga đã triển khai xe bọc thép, liên tục bắn phá cứ điểm của Ukraine. Reuters cho biết vị trí các con đường, cánh đồng trong video trùng khớp với hình ảnh vệ tinh trong khu vực. Ukraine không bình luận về thông tin trên, nhưng xác nhận tình hình tiếp tục căng thẳng ở Donetsk. Nga đã bao vây được gần 3 hướng xung quanh thị trấn công nghiệp Avdiivka. Tướng Oleksandr Tarnovsky, chịu trách nhiệm chỉ huy chiến dịch ở mặt trận phía nam của Ukraine, cho hay các đơn vị dưới quyền đang giữ vững chiến tuyến dọc theo mặt trận Avdiivka, vốn cách làng Kromov khoảng 50 km về hướng bắc. Nga đã kiểm soát Bakhmut hồi tháng 5, sau trận đánh được nhận định là đẫm máu và kéo dài nhất kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng việc kiểm soát Bakhmut sẽ cho phép quân đội nước này đạt được những bước tiến đáng kể. Trong khi đó, Ukraine vẫn liên tục tiến hành các đợt tấn công nhằm giành lại thành phố này. Trang Defender Express của Ukraine đăng tải đoạn video cho thấy lực lượng nước này đã phá hủy hệ thống phòng không của Nga ở Zaporizhia. Phía Nga hiện chưa có bình luận về các thông tin trên.
Trên mặt trận Zaporizhia, lữ đoàn xung kích sơn cước độc lập số 128 đã phá hủy hệ thống phòng không TOM-2 của Nga bằng đạn dược độ chính xác cao. Hình ảnh về cuộc tấn công được chia sẻ trên mạng xã hội X. Binh sĩ điều khiển máy bay không người lái Shark thuộc lữ đoàn xung kích sơn cước độc lập số 128 đã xác định vị trí hệ thống phòng không TOM-2 và điều chỉnh hỏa lực pháo binh nhắm vào mục tiêu. Trước đó, Defense Express đưa tin, hệ thống chống UAV tốt nhất của Nga TOM-1 đã bị máy bay không người lái FPV của Ukraine tấn công. Phía Nga hiện chưa bình luận về các thông tin trên. TOM-2 là hệ thống phòng không được sản xuất bởi tập đoàn Almaz Antsen, được coi là một trong những phương tiện phòng không hiện đại nhất mà quân đội Nga đang sở hữu. Trong trạng thái chiến đấu, TOM-2 chỉ mất 1 đến 3 giây để phản ứng với các mục tiêu trên không, kể cả mục tiêu nhỏ và bay ở độ cao thấp như UAV. Radar của hệ thống phòng không này có thể theo dõi cùng một lúc 144 mục tiêu ở phạm vi 32 km. Mỗi một xe phóng của TOM-2 mang theo 16 tên lửa 9M338. Mỗi một xe phòng không của TOM-2 mang theo 16 tên lửa 9M338, có tầm bắn khoảng 12 km. Điểm nổi bật của hệ thống phòng không này là khả năng phóng tên lửa khi đang di chuyển ở vận tốc 40 km/h. Quân đội Ukraine đang chịu áp lực lớn xung quanh thành trì chiến lược Avdiivka ở miền đông, nơi Nga đạt được một số bước tiến lớn nhất trong năm nay. Trước các đợt tấn công dồn dập của Nga, nhiều nhà phân tích lo ngại Ukraine khó có khả năng cầm cự lâu dài. Trong 2 tháng qua, Nga đã dồn dập tấn công các vị trí kiên cố của Ukraine xung quanh Avdiivka, cách Donetsk, thành phố lớn nhất do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, vài km về phía bắc. Kể từ đầu tháng 10 vừa qua, các lực lượng Nga đã tiến được hơn 1 km, nhưng các quan chức Anh cho rằng Nga đã phải chịu tổn thất lớn. Hiện Nga đang dồn sức bao vây thị trấn Avdiivka từ nhiều hướng. Phát biểu với đài truyền hình Espresso, ông Vatili Barabas, người đứng đầu chính quyền quân sự của Avdiivka do Ukraine bổ nhiệm, nói rằng tình hình tại thị trấn ngày càng trở nên khó khăn hơn. Cường độ các cuộc đụng độ đã gia tăng trong suốt thời gian dài. Đối phương đang cố gắng tấn công từ mọi hướng. Theo ông Barabas, các trận đánh chủ yếu tập trung tại những khu công nghiệp trong thị trấn. Còn người phát ngôn của quân đội Ukraine, ông Oleksandr Stupun, cho rằng Nga đang tấn công Avdiivka từ 6 hướng. Các trận đánh chủ yếu diễn ra gần nhà máy than cốc Avdiivka ở phía đông bắc Avdiivka và khu công nghiệp ở phía đông nam thị trấn. Giao tranh ác liệt đã biến trung tâm khai thác than cũ thành đống đổ nát và không một tòa nhà nào còn nguyên vẹn. Một số báo cáo lưu ý, bộ binh Nga được sự yểm trợ của xe tăng, pháo binh và các cuộc không kích đã đẩy lùi Ukraine ra khỏi gần 90% diện tích khu công nghiệp ở phía đông nam thị trấn. Còn tại khu công nghiệp phía bắc xung quanh nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka, Nga tiếp tục đe dọa cắt đứt nguồn cung cấp huyết mạch vốn rất eo hẹp cho các lực lượng Ukraine trong khu vực. Các blogger của Nga cho biết quân đội nước này đã chiếm được toàn bộ nhà máy than cốc và một phần của tuyến đường sắt liền kề, gần như phá vỡ sự kiểm soát của Ukraine ở gần làng Stepovo, xa hơn về phía tây bắc. Trong khi đó, các nguồn tin Ukraine khẳng định tình hình rất khó khăn, nhưng họ vẫn giữ vững được nhà máy. Nếu Nga củng cố được lợi thế thì các bước tiến của Nga sẽ khiến hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong các chiến hào ở khắp trung tâm Avdiivka. Dưới đáy của vùng địa hình có dạng phễu, rộng chưa đầy 15 km và đối mặt với nguy cơ bị bao vây. Nhưng các cơn mưa bão mùa đông khắc nghiệt đang quét qua Ukraine có thể kìm hãm đà tấn công của Nga. Ukraine đã thiết lập được tuyến phòng thủ kiên cố tại Avdiivka sau gần một thập kỷ giao tranh. Đầu tiên là trong cuộc xung đột tại Donbass, bắt đầu vào năm 2014, tiếp đến là cuộc chiến với Nga từ tháng 2 năm ngoái. Nếu để mất Avdiivka thì đây sẽ là một đòn giáng mạnh mẽ vào tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine.
Chưa kể, Avdiivka còn một nhà máy công nghiệp quy mô lớn, nơi sản xuất than cốc và là một thành phần thiết yếu trong quy trình sản xuất thép. Thép là kim loại quan trọng cho việc chế tạo vũ khí và năng lực sản xuất vũ khí của cả Nga lẫn Ukraine, có thể quyết định quỹ đạo tương lai của cuộc xung đột. Vẫn chưa rõ giao tranh sẽ kéo dài bao lâu, Ukraine vẫn đang chống trả quyết liệt, còn Nga ngày càng thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn và thể hiện quyết tâm giành quyền kiểm soát Avdiivka bằng mọi giá. Việc chiếm được Avdiivka cũng sẽ mở đường cho người Nga tiến tới Pokrovsk, một thành phố lớn hơn. Các nguồn tin của Nga và Ukraine đều cho biết quân đội Ukraine ở trong thành trì Avdiivka vẫn nhận được hàng tiếp tế, nhưng việc Nga kiểm soát khu công nghiệp của thành phố sẽ khiến nỗ lực của Ukraine nhằm giữ vững phòng tuyến trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ông Barbaras cho biết các trận đánh trên bộ vẫn đang diễn ra trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có gió lớn và tuyết rơi dày. Đối phương đang sử dụng bom hạng nặng và điều máy bay chiến đấu không kích. Nhà máy than cốc gần như bị phá hủy hoàn toàn. Vì vậy, việc giữ vững tuyến phòng thủ không hề dễ dàng. Bất kể ngày hay đêm đều không có sự im lặng trên chiến tuyến. Có rất nhiều pháo binh và tên lửa dội xuống. Đối phương gần như dịch chuyển 24 giờ. Kyiv Post cho biết, tại Avdiivka, quân số của Nga đông hơn quân số của Ukraine với tỷ lệ 5-1. Chưa kể, máy bay Nga có thể tiến hành các cuộc không kích nằm ngoài tầm với của hệ thống phòng không Ukraine, và Nga vẫn đang có lợi thế mạnh về đạn dược, lựu pháo. Cộng đồng tình báo nguồn mở Deep State có trụ sở tại Ukraine cho biết, xe tăng Nga có thể tiếp cận các vị trí của Ukraine ở cự ly gần, trong khi quân đội Ukraine đang thiếu các hệ thống chống tăng và những loại tên lửa cần thiết để tự vệ. Nếu các đối tác phương Tây không thể cung cấp đủ hệ thống chống thiết giáp cho Ukraine, thì việc mất thị trấn công nghiệp Avdiivka chỉ là vấn đề thời gian, Deep State cảnh báo. Phương Tây đã trang bị cho Ukraine nhiều loại vũ khí tiên tiến trong suốt 18 tháng qua kể từ khi xung đột nổ ra. Theo một số nguồn tin tình báo, tại khu vực Avdiivka, hai lữ đoàn chiến đấu 47 và 110 của Ukraine được trang bị các phương tiện chiến đấu cao cấp theo tiêu chuẩn NATO, bao gồm xe tăng Leopard 2 của Đức, xe tăng chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, pháo kéo và pháo tự hành bắn đạn tiêu chuẩn NATO hiệu quả cao. Nhưng các binh sĩ Ukraine nói rằng vũ khí hiện đại mà phương Tây cung cấp cho Ukraine hoạt động thiếu hiệu quả do Nga gần như chiếm ưu thế hoàn toàn trên không, và các lực lượng Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu đạn pháo cỡ 155mm. Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.